Vâng, xin chào Thân Cơ Thành. Em là gì nhớ em không? Anh có Nói nhớ chung là cũng nhiều khách mời quá, nhiều khi em không? cũng già già À vâng, lão em Bắc Giang mà. à rồi, ok, Vâng, nhớ giờ nhớ em Bắc Giang mà. ừ, giờ nhớ Vâng rồi. vâng. Thực ra là cái vấn đề vừa hôm nay diễn đàn mình bàn về cái chuyện đấy, em cũng có một cái ý kiến này. Thực ra là em nói này, cái bọn Ba Bạn Que giữ cho anh diễn thì đàn cho mình 1 phút nhé. nói chung là mình. Dạ vâng. Quên chưa chào, chào cả nhà nhá, chào diễn đàn nhá. Chung là hôm nay là được lên diễn đàn lần thứ hai, đâm nhiều lúc là nó có cái nó bỡ ngỡ. Có gì đấy anh em, tất cả các bạn trên diễn đàn thông cảm nhá. Đâu anh đi có việc đi. Nói chung là về cái vấn đề cái giữa chỗ Ba Que thì nhiều lúc nói đúng ra các bạn trên đất đàn thông cảm, nhiều lúc là phải nói thật ra là An cứ cứ nói đi bạn. và em vẫn đang nói mà. Thực ra là nói với anh là này, nói về vấn đề về Ba Que thì từ trước nay anh em nói rất nhiều rồi phải không? Em nghe diễn đàn các bạn nói rất nhiều vấn đề muôn thuở. Thực ra nói thật với anh bằng này, có nói thêm nói nữa thì chúng nó, một là chúng nó biết nhưng chúng nó cố tình không hiểu, hai nữa là chúng nó ngu chúng nó không hiểu. Nói thật với anh đấy, em nói anh là cái vừa rồi cái quả vun nồi ngư lôi ấy, thì đúng ra là bây giờ mình vừa nói là đại của bên mình nói là cái ngư lôi là ngư lôi huấn luyện thì có chữ Trung Quốc thôi, thì mình cũng chưa dám khẳng định là của Trung Quốc hay là của vấn đề đó. Thế nhưng mà cái quả này là quả ngư lôi huấn luyện thì nó không có đầu nổ, nó chẳng qua là cái quả ngư lôi huấn luyện thì có thể là nó Trung Quốc nó huấn luyện, nhưng nó huấn luyện ngoài xa, nhưng mà nó trôi giặt vào Đúng rồi. vào vùng biển mình thôi, chứ không phải là nó đi vào vùng biển mình. Nói chung là cái bọn Ba Que thì nói thật với anh này, nó cứ tìm hiểu từ cái chân đỡ tắc quá, thì mình có hở cơm cái gì như thế nào thì là nó xoáy về đấy. Em thật nói đúng ra ấy, thì nhiều lúc là em cũng không muốn lên, em chỉ muốn theo dõi thôi, nhưng mà nhiều lúc nói thật ra nói anh bằng em ức quá em mới nói thôi, hôm nay ngồi nghe Không, cái vấn bị đề là như thế này mà bạn này. Bây giờ mình tức là chúng nó xuyên tạc, mình nói chúng nó để tức là mình tuyên truyền cho những cái đồng bào mình ở trong nước còn chưa hiểu biết lắm, và những cái đồng bào ở hải ngoại á, người ta biết về cái đất nước mình đấy như thế nào, thế thôi. Chứ còn bây và giờ ý ý nói là bảo là mình cải tạo được đầu của mấy thằng đầu đất này thì mình không và bao giờ mà mình có hy vọng và được. ý ý của em cũng là muốn là này, tức là mình lên tuyên truyền là chủ yếu là do, tức là cái thì chỉ một số nhỏ là cái bọn chống đối thôi, còn đại đa số là bà con hải ngoại người ta rất tốt, thì mình Đúng rồi. cũng lên là lên trên diễn đàn để mình nói cho bà con ở Việt kiều hải ngoại và cái dân trong nước là biết được cái bọn Ba Que ấy nó xuyên tạc như thế nào, đúng không Rồi. anh? Và Bây cái giờ nói thật ra là thì em anh nói với em như thế này. Anh ở thành dạ bây giờ vâng một số thằng nó bảo mai ngày mai là dân biểu tình ngay sụp đổ cộng sản. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đang ở quận Nhất đây. Trong sáng ngày mai cỡ khoảng từ 8 cho 9 giờ anh sẽ đi cái vùng trung à tâm quận quận vâng Nhất, vâng anh vâng sẽ quay cho nó biết. rồi rồi cái đấy em biết rồi, tức là nó nói là 22 tháng 12 này Đấy. là sẽ có một cuộc biểu tình là đất đổ của ra, đúng Đảng anh? Cộng sản. Đúng. Em nói anh này, nếu mà mai có cuộc biểu tình về đổ sáng ấy thì bảo qua Ba Que em làm quan chúng nó luôn chứ không phải là ấy, Không thì mình và chỉ bởi cá vì là chúng cái nó này, nếu mà mai không có biểu tình thì mấy thằng Ba Que mà cứ chúng nó hô biểu tình ngày mai thì chúng mày đừng bao giờ lên Facebook nữa và câm miệng rồi đi, rồi có rồi thế tức không? là bây giờ anh cá thẳng với chúng nó luôn là Đấy. nếu nếu như mà mai không hòa tình thì chúng mày đừng có sủa vào cái đất nước Việt Nam nữa, Đúng rồi, thế thôi, thế và thôi. em khẳng Đấy. định là chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái chuyện đấy, bởi vì là dân trí Việt Nam mà qua cái vụ Rồi, xin chào anh biểu Lương Đình. tình mà cái đợt trước ấy, thì dân Dạ, hôm đa nay số em là nói đại đa số về dân người ta cái hiểu rồi. mà
Tức là hôm nay mình muốn coi như bịt miệng cái thằng Tân Thái, thằng Biên Đại Dương và những kẻ chống cộng cực đoan đang xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Anh ơi, Tân Thái và Biên Trương thì anh tính gì? Hôm em lên diễn đàn nói em nghe mà đúng ra là bảo nó đúng ra là nói anh là nó như là một cái cỗ máy nó được lập trình sẵn ấy, nó còn robot lập trình sẵn, nó không biết cái gì đâu. Em ngồi em nghe mấy lần đó em không cần, đúng ra là không, bởi vì là nếu như anh em mình lên diễn đàn nó là kiểu gì nó cũng sẽ ăn lóc mình ra, cho nên là em chỉ ngồi em nghe em tí thôi sau em chuyển ra. Rồi bây giờ này, cái thằng Nathan Lê này, một chốc nữa mày lên diễn đàn mày nói xem là mà ngày mai biểu tình như như thế nào và cộng sẽ sản có sùng báo không? Nó ấy bảo đấy, nếu ngày mà mai sản, ngày chúng mai mày biểu tình đấy và thì mà... chúng mày mẹ tao chỉ muốn chúng mày câm miệng đi thôi. Đấy. Anh bảo nói ngày mai chúng mày biểu tình có bao nhiêu người được bao nhiêu người, nếu chúng mày biểu tình ý, mà ta chỉ cần chúng mày được cái số đông như cái đợt trước chúng mày biểu tình ý, chỉ bằng đông bằng gỡ mùng 10 tháng 6 thôi, mùng 10 tháng 6 ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì tao không thèm nói chuyện thì nữa, nếu tao không thèm lên là, nhưng mà nếu mà không có biểu tình ý, thì tốt nhất bảo chúng mày câm mồm đi, chúng mày đừng sủa nữa. Nói anh ý, cái bọn em nói đúng ra là em xem diễn đàn rất lên diễn đàn các cái diễn đàn rất nhiều rồi, nhưng mà đúng ra là có quanh như lại mấy thằng của chúng mày ấy, nếu như chúng mày đã làm chính trị mà chúng mày có cơ hội rồi đấy, và chính trị bây giờ ấy, nó không như trước, nó phải có kinh tế, nó có tiền, có cái loại rẻ rách chúng mày bạn đấy, có tiền này, chúng, có đầu có thôi. Tầm bây giờ có tầm đấy, phải có tầm nữa và phải có uy tín. Mấy cái thằng ba thằng ra em nói anh nó hô hào ở trên mạng vớ vẩn tất cả cái thứ thì mẹ chúng mày làm được cái gì? Nó phép. Cũng kiểu như mà mấy cũng kiểu như mấy thằng dân chủ cuội ở đây ở nước mình nó lên đấy chỉ nói đúng anh, nó lên đấy chỉ gọi là nó lên nó làm tí là nó kiếm tí tiền thôi, chứ còn cái bọn này nó làm được cái gì anh? Đúng rồi. Thế nhưng mà cái là muốn gì gì mình nói chung là như các anh ấy là cũng lệ là chủ yếu lên để cho dân Việt Nam hiểu được cái bản chất của chúng nó và để cho dân mình cảnh giác, biết được cái bản chất nó để không mắc phải thôi, chứ còn để được ra những cái bọn rẻ rách này em nói em không tính. Mà nó BFI này, RFI này, các thứ này, BBC này nó kích động từ trước nay như thế còn chán thua gì, còn mấy cái thằng rẻ rách này thì làm cái gì anh bảo? Còn mấy thằng chủ của nước trở qua ấy, em nói này, nó chỉ khoét vào cái chỗ những cái chỗ góc tối của mình, tất nhiên là cái xã hội mình phát đất triển nước nào mà cũng vậy thôi, đúng rồi. Và tất nhiên nước nào cũng có, nói chung không nhiều thì ít, nhưng mà mình hiện nay mà, tức là đất nước nào cũng có, không nhiều thì ít, nhưng mà Việt Nam là một đất nước đang phát triển thì nói chung cái chuyện mà vấn đề tồn tại trong xã hội nhá, mình nói tồn tại xã hội thì nó cũng còn rất nhiều, nhưng mà cái vấn đề cái đặt ra nhất trí, bởi là vì này. Chính phủ mình không, chính phủ mình và đảng mình đã nhận ra được những điều đó chưa, và hiện nay đang làm một cái tích cực, và mình thấy có cái sự tiến bộ rất là lớn, đúng không, trong một số năm gần đây. Đúng rồi, tức là này đất nước nào nó cũng có cái xấu, không đất nước nào là không, anh có nhận không? Thế nhưng mà đất nước mình ý, thì nó đang phát triển, tất nhiên là nó cũng sẽ có mặt trái mặt phải, sẽ có nhiều cái có nhiều nhiều mặt nọ mặt kia. Thế nhưng mà chúng nó bây giờ em nói này, chúng nó muốn góp ý thì góp ý vang thế chất là tích cực. Thế nhưng mà chúng nó bây giờ chúng nó toàn những lôi những cái mặt xấu để nó bôi nhọ, những cái đấy là em phải phản đối nói với anh thế. Chứ còn thì thôi thì em nói anh là chỉ chốt một câu này xong em xuống, chốt một câu này: bao giờ đất nước Việt Nam nó xấu như chúng mày nói thì tự dân Việt Nam sẽ lật đổ chính quyền này, chứ không cần phải bọn đấy. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Vâng. Rồi. Và em chốt thế thôi. Và rồi, ok. Cho em là gửi lời thăm chúc khỏe anh với tất cả các anh em trên đàn nhá. Rồi, ok. Rồi.